Kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin Hải Phòng kết nối, nơi mang tới dòng chảy thông tin nổi bật của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với các thông tin kết nối đặc sắc từ các địa phương trong 10 phút sắp tới của chương trình. Thưa quý vị, mới đây lễ ký kết hợp tác kết nối du lịch giữa Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh đã diễn ra. Theo đó, các địa phương sẽ hợp tác kích cầu du lịch, gắn kết giá trị vùng miền, phát huy những lợi thế của các địa phương, tạo nên những sản phẩm du lịch nổi bật kết nối Đông Bắc, Tây Bắc. Đặc biệt là những sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, tín ngưỡng đang được nhiều du khách quan tâm. Tại buổi ký kết, các địa phương cam kết phối hợp tổ chức các chương trình khảo sát để xây dựng các sản phẩm du lịch, chương trình du lịch, các chương trình ưu đãi, giảm giá kích cầu du lịch. Với lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng, thị xã Sapa chú trọng quy hoạch đầu tư, phấn đấu đến năm 2025 trở thành vùng cây dược liệu trọng điểm của tỉnh Lào Cai. Thị xã Sapa hiện có 210 ha cây dược liệu gồm atiso, sa nhân tím, đương quy, tía tô, chè dây và các loại cây dùng chế biến sản phẩm thuốc tắm người dao đỏ. Với hơn 100 sản phẩm được sản xuất chế biến từ nguồn dược liệu tại địa phương, mang lại doanh thu hơn 30 tỷ đồng một năm. Hiện Sapa đang phối hợp với Viện Dược liệu Bộ Y tế và các đơn vị nghiên cứu, khảo sát, xây dựng phương án phát triển vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn. Trên cơ sở đó đã lựa chọn được 8 địa phương, khu vực phù hợp để trồng 17 loại dược liệu, tổng diện tích 280 ha, xây dựng khu sơ chế chế biến dược liệu đặt tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc thôn Cửa Cải, xã Ngũ Chỉ Sơn. Đến thời điểm này, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã đi được 2/3 chặng đường trong thực hiện kế hoạch năm 2023 và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Trong đó, lĩnh vực thủy sản tiếp tục khẳng định thế mạnh của ngành với tổng sản lượng trong 9 tháng đã đạt 130.300 tấn, đạt gần 74% kế hoạch. Năm 2023, sản xuất thủy sản toàn tỉnh chịu tác động bởi thời tiết diễn biến bất thuận, dịch bệnh trên thủy sản nuôi diễn biến phức tạp, giá xăng dầu tăng và kéo dài, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của đội tàu khai thác thủy sản. Tuy nhiên, với các giải pháp điều hành linh hoạt của ngành, tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất gắn với nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nuôi trồng, cùng với đó là chủ động quan trắc môi trường vùng nuôi, dự báo sớm tình hình dịch bệnh, nên trong 9 tháng năm 2023, tổng sản lượng thủy sản toàn ngành đạt 130.300 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 74.000 tấn, tăng 16,5%, sản lượng thủy sản khai thác cũng đạt 52.000 tấn và tăng 11,5% so với cùng kỳ. Đây cũng là điều kiện tốt để thủy sản tiếp tục bứt phá trong 3 tháng cuối năm, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp. Tỉnh Bắc Giang hiện có khoảng 300 hợp tác xã hoạt động khá, hiệu quả trong tổng số hơn 1.000 hợp tác xã đang hoạt động. Các hợp tác xã hoạt động khá hiệu quả chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp. Hiện doanh thu bình quân của các hợp tác xã này đạt từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng trên một năm. Thu nhập các hộ thành viên đạt 4,5 triệu đồng trên hộ trên tháng. Để nâng cao số lượng hợp tác xã hoạt động khá, hiệu quả, thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tăng cường phối hợp cùng các ngành chức năng và các đơn vị thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, quan tâm phát triển hợp tác xã nông nghiệp có quy mô lớn, tiếp tục tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết, phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp trong cung ứng dịch vụ đầu vào, bảo quản, chế biến và tiêu thụ. Hiện nay, các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản đang đứng số 1 tại Hưng Yên với gần 180 dự án, trong đó hơn 90% dự án đã đi vào hoạt động, chủ yếu tại các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Hưng Yên thực sự là mảnh đất rất thuận lợi thu hút các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Sau 17 năm hoạt động, tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản đã triển khai giai đoạn 3 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 tại Hưng Yên. Đây là một trong những khu công nghiệp kiểu mẫu của Việt Nam với các hạ tầng hiện đại. Tại khu công nghiệp Thăng Long 2, chủ yếu đón các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, trong đó có các tập đoàn lớn, đa quốc gia như Panasonic, Daikin, Toyota. Dưới góc nhìn của một nhà đầu tư, tôi nghĩ rằng việc hợp tác giữa tỉnh Hưng Yên và các doanh nghiệp nước ngoài là một mối quan hệ lâu dài, bền chặt, hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi thấy được tiềm năng phát triển của tỉnh Hưng Yên và Hưng Yên cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu cho đầu tư FDI. Tỉnh Hưng Yên luôn coi trọng và kêu gọi các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư của Nhật Bản, nhất là các tập đoàn lớn, nghiên cứu hợp tác đầu tư các lĩnh vực như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo,
năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, khu công nghiệp, phát triển hạ tầng logistics. Ngoài vị trí địa lý, hạ tầng phát triển giao thông thuận lợi, nguồn lực sẵn có tại địa phương, chính quyền tỉnh Hưng Yên thường xuyên tổ chức các buổi xúc tiến đầu tư để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Ở Hưng Yên, các nhà đầu tư Nhật Bản có một khu công nghiệp, có thể nói là một kiểu mẫu của toàn quốc, một khu công nghiệp xanh sạch đẹp. Trong đó thì các nhà đầu tư Nhật Bản đã sản xuất kinh doanh ở trong khu công nghiệp, đầu tư rất bài bản, thân thiện môi trường, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chế độ đãi ngộ với lương công nhân nằm trong các khu công nghiệp Nhật Bản có lương rất cao. Các doanh nghiệp đầu tư Nhật Bản cũng đã đóng góp tương đối nhiều trong phần thu đóng góp ngân sách. Tỉnh Hưng Yên trong những năm qua đã thường xuyên mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản và trực tiếp tới Nhật Bản để xúc tiến đầu tư trong các cái cuộc xúc tiến đầu tư của tỉnh kết hợp với lại các bộ ngành trung ương rồi VCI. Không chỉ có các dự án có suất đầu tư cao, các doanh nghiệp của Nhật Bản đầu tư tại Hưng Yên còn thuộc các chuỗi cung ứng trong khu vực và toàn cầu. Các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có tác động lan tỏa, liên kết với doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, giá trị gia tăng lớn, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu luôn là thời điểm được các bạn nhỏ mong chờ nhất trong năm. Bởi đây là dịp các em được xem những màn múa lân thú vị, được quây quần cùng nhau phá cỗ trông trăng và nhất là được mua cho những món đồ chơi sặc sỡ sắc màu. Bên cạnh đồ chơi có xuất xứ nước ngoài thì những mặt hàng đồ chơi truyền thống do các nghệ nhân trong nước sản xuất vẫn được rất nhiều người ưa thích. Và ở Hải Phòng, có một chàng trai trẻ đã mang những đồ chơi thuần Việt ấy về với các bạn nhỏ. Đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn cù, đèn hình thú, chống bỏi, mặt nạ giấy, chơi đậm chất truyền thống được làm ra bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân dân gian. Cầm một món đồ chơi trên tay, ta như thấy được cả một quá trình từ khâu chọn nguyên liệu cho đến khi thành phẩm, cũng như thấy được sự khéo léo và tài năng, tâm huyết mà người nghệ nhân gửi gắm trong đó. Thưa quý vị và các bạn, đồ chơi Trung Thu dành cho các bạn thiếu nhi đang ngày càng phong phú đa dạng với rất nhiều sản phẩm và mẫu mã khác nhau. Và đối với những ai nuôi dưỡng tình yêu với những món đồ chơi truyền thống và với cả các bạn thiếu nhi muốn tìm đến những nét văn hóa truyền thống, thì những sản phẩm đồ chơi Trung Thu truyền thống như thế này chúng ta sẽ tìm thấy ở đâu ở thành phố Hải Phòng? Hãy đi theo tôi nhé! Chào Khoa! Dạ vâng, em chào chị ạ. Chị nhìn thấy ở đây là có rất nhiều những mặt hàng như là mặt nạ giấy này, rồi là đèn kéo quân này. Thế thì em có thể giới thiệu một chút cho mọi người biết là cái cách thức để làm ra cái mặt nạ giấy là như thế nào, bao gồm những nguyên liệu gì và cái cách thức để có thể làm ra nó không? Về cơ bản thì một cái chiếc mặt nạ này thì nó sẽ làm bằng giấy bản bình thường, và người nghệ nhân thì người ta sẽ có một cái khuôn nhất định và người ta chỉ là bồi theo cái khuôn đó, sau đó là phơi nắng khoảng tầm 3-4 ngày hoặc tùy theo thời tiết. Thì, và sau đó là người ta sẽ để ủ kho mà người ta sơn trắng và sau đó là tiếp tục sơn màu, sẽ hoàn thiện ra một sản phẩm mặt nạ giấy bột. Cái quá trình mà từ khi mà sản xuất cho đến khi thành phẩm thì nó có mất nhiều thời gian không? Nó chỉ là giấy trắng bình thường thôi, xong sau đó là bồi theo khuôn, sau đó là phơi khoảng tầm một tuần rồi là bắt đầu sơn màu lên. Chị thấy rằng là ở đây có cả những chiếc đèn kéo quân rất là xinh. Em có thể giới thiệu qua một chút về những sản phẩm đèn kéo quân và cái nét mới của cái sản phẩm đồ chơi truyền thống này không? Dạ vâng. Về cơ bản thì chiếc đèn kéo quân này thì cũng vẫn theo mô típ truyền thống, là tức nghĩa là đèn kéo quân là phải màu trắng thì mới nhìn được rõ quân ạ, chứ không phải là như trên thị trường là màu đỏ. Thì cơ bản thì nếu đúng truyền thống thì là đèn kéo quân được phải là chạy bằng nến, tuy nhiên là để theo thị trường nhu cầu thị trường thì em cũng cho thay đổi là chạy bằng ắc quy, tuy nhiên là vẫn phải đảm bảo là nhìn rõ quân ở bên trong ạ. Theo em được biết ấy, những năm 90 thì nó có cái kiểu một cái phiên bản là bằng cái lon ấy ạ. Bằng cái lon thì có khi là thế hệ chị biết, còn cái bản này, phiên bản này thì cổ xưa hơn thì nó có thể di chuyển bằng cái này. Có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mưa. Thưa quý vị, hành trình mang tên Hải Phòng kết nối ngày hôm nay 28 tháng 9 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này vào ngày mai với nhiều thông tin thú vị về các tỉnh, thành phố trên cả nước. Xin kính chào tạm biệt.